Xin chào tất cả các thầy cô đến với tựa game Cừu Lấy Cá Voi. Là cùng bắt đầu. Đây chính là slide đầu tiên giới thiệu. Slide tiếp theo là dẫn chuyện là vì sao đêm qua một cơn bão lớn đã xảy ra nơi vùng biển của chú cá voi. Cơn bão đã cuốn chú cá voi đi xa và sáng dậy chú bị mắc cạn trên biển. Nhiệm vụ: một đám mây mưa hứa sẽ giúp nếu có người giải được câu đố của mây mưa. Đó, và các em học sinh sẽ trả lời đúng để nước tràn lên để cứu lấy chú voi bị mắc cạn. Rồi, câu hỏi thứ nhất. Ở đám mây này, thầy cô sẽ điền câu hỏi vào đây. Đây là câu trả lời. Đó, và khi bạn học sinh trả lời đúng, mình sẽ click vào tương ứng số 1. Đó, nước sẽ dâng lên một chút. Rồi, tương tự là đến câu hỏi thứ hai. Đây là đám mây, thầy cô vẫn là điền câu hỏi. Đám mây tiếp theo sẽ là điền đáp án vào đây. Click đây. Đó, nước lại dâng lên một chút nữa. Trò chơi này cũng khá là dễ thực hiện thôi ạ. Rồi, tiếp theo câu thứ 3. Bấm vào đây, cơn mưa số 3. Cơn mưa số 4. Đó, nước cũng đã gần tới chú cá voi rồi. Rồi, và cơn mưa cuối cùng. Câu hỏi ở đây vẫn là đáp án ở đây, và cơn mưa cuối cùng sẽ giúp chú cá voi thoát khỏi mắc cạn. Rồi, và như vậy là kết thúc trò chơi. Và cảm ơn các thầy cô đã theo dõi. Hẹn gặp lại các thầy cô tựa game Ba Boy tiếp theo.